Theo các chuyên gia, tại Việt Nam, 7 trên 8 mẫu giải trình tự gen của bệnh nhân mắc COVID-19 do các địa phương gửi về là thuộc biến thể B1.617.2, biến chủng được tìm thấy lần đầu ở Ấn Độ. 4 địa phương có biến chủng này là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Nam Định. Các chuyên gia cho biết, biến thể virus này có tốc độ lây nhiễm rất nhanh. Có những người mới tiếp xúc ca bệnh 1-2 ngày đã có triệu chứng. Nồng độ virus trong dịch hầu họng đã nhân lên đủ để xét nghiệm dương tính.